Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin Tiểu Sử Nghệ sĩ Nhân dân Phương Hoa. Nghệ sĩ Nhân dân, đạo diễn, họa sĩ Phương Hoa có tên đầy đủ là Nguyễn Phương Hoa, sinh năm 1957. Tốt nghiệp Đại học Điện ảnh Quốc gia toàn Liên bang Xô Viết. Chị đã về công tác tại hãng phim hoạt hình Việt Nam cho đến khi nghỉ hưu. Một số bộ phim tiêu biểu do chị làm đạo diễn: Xe đạp, Bông sen vàng, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 13, Quái vật, Hồ sen, Cánh diều vàng, phim hoạt hình xuất sắc năm 2012, Chuyện về những đôi giày, Cánh diều vàng, phim hoạt hình xuất sắc năm 2004, Xe đạp và Ô tô, Cánh diều vàng, phim hoạt hình xuất sắc năm 2003, Lá cây và Lông vũ, Cánh diều vàng cho đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc nhất năm 2006, Truyền thuyết Chiếc khăn piêu, họa sĩ thiết kế xuất sắc nhất phim hoạt hình Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 20. Nghệ sĩ Nhân dân Phương Hoa là con gái của đạo diễn nghệ sĩ Nhân dân Trần Vũ và đạo diễn diễn viên Đức Hoàn. Là con nhà nòi, không khó để hiểu khi mà chị đã theo đuổi sự nghiệp làm phim. Chỉ có khác, thay vì phim truyện thì chị đã dành tình yêu và đam mê cho hoạt hình. Và với nó, chị đã được nếm trải những dư vị ngọt ngào của tình yêu, hạnh phúc, sự thăng hoa trong sự nghiệp cùng với những nốt trầm của cuộc sống. Sinh ra trong gia đình có truyền thống hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ sĩ Nhân dân Phương Hoa đã chịu ảnh hưởng lớn từ bố mình, đạo diễn điện ảnh Trần Vũ. Sinh thời thì ông là người rất yêu thích hội họa, theo lời Phương Hoa kể lại. Cụ thường nói, nếu có điều kiện sẽ đi theo ngành hội họa trước khi làm đạo diễn. Nghệ sĩ Nhân dân Phương Hoa cũng chia sẻ, bản thân của chị có niềm đam mê vẽ từ nhỏ và luôn được bố khích lệ. Cuộc sống thời chiến vô cùng khó khăn, thiếu thốn, nhưng chị đã luôn được bố tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực và đam mê. Từ việc mua màu, bút giấy tới việc cho con gái đi học ở đâu đều một tay bố sắp xếp. Nói về cơ duyên của mình với hoạt hình, chị kể, khi đã thi đỗ vào trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chị vẫn chưa nghĩ mình sẽ làm phim hoạt hình mà chị xác định đi theo con đường hội họa. Đến tận khi ghi danh đăng ký tuyển chọn sinh viên đi học tại Liên Xô cũ, chị vẫn nghĩ việc đi học nước ngoài cũng là dịp tốt để mở mang kiến thức và sự hiểu biết về hội họa. Kết quả, chị là một trong hai sinh viên Việt Nam theo học chuyên ngành họa cho phim tại trường Đại học Điện ảnh Quốc gia toàn Liên bang Xô Viết. Chị kể, thường các sinh viên nước ngoài khi mà sang thì đều phải học dự bị tiếng 1 năm, học chuyên ngành 4 năm, tổng cộng là 5 năm. Thế nhưng hai chuyên ngành cùng có chữ sĩ là họa sĩ và bác sĩ phải học tận tới 7 năm. Ngẫm thấy quá lâu, tận 7 năm mà bản thân đã học vẽ trước nên chị và bạn đồng môn đã quyết tâm xin học được thẳng luôn mà không qua bị một năm học tiếng. Sau khi qua vòng kiểm tra thì đôi bạn đã được chấp nhận. Mình đăng ký học thiết kế mỹ thuật cho phim vì quan niệm nghề đó đã gần với hội họa hơn. Nhưng khi được khuyên nên chọn họa sĩ thiết kế trang phục hoặc họa sĩ hoạt hình thì mình quyết định chọn hoạt hình. Mới đầu chưa thích lắm bởi đó chỉ là lựa chọn mang tính tình thế, nhưng càng được học, được xem nhiều, tiếp xúc với hoạt hình thế giới thì mình đã càng bị chinh phục và chẳng biết yêu nó từ lúc nào, chị tâm sự. Vốn là con nhà nòi, Phương Hoa đã không cảm thấy bỡ ngỡ khi mà tiếp xúc với các kiến thức về phim. Những bài tập vẽ như storyboard cho bộ phim hay tạo hoạt hình phim chị đều nắm bắt nhanh và khá tốt. Cộng với quá trình học hành được các giáo sư đánh giá cao nên tâm trạng rất phấn khởi. Và quan trọng nhất như chị kể là được xem rất nhiều phim 5 năm ròng rã tại Liên Xô thì chị đệ luyện kỹ năng cơ bản về hội họa. Có thể nói, Phương Hoa là một trong số ít các họa sĩ hoạt hình được đào tạo kỹ và bài bản về chuyên môn hiện nay. Nghệ sĩ Nhân dân Phương Hoa nói, nếu tiếp tục với mình đủ lâu có thể thấy bề ngoài mình tương đối nhẹ nhàng nhưng trong công việc thì khá cứng rắn. Một khi đã quyết định là sẽ làm đến cùng. Theo đuổi nghệ thuật, nhất lại là phụ nữ, nếu mềm mại quá sẽ khó mà trụ được. Đa số những người thành công đều là những người khá quyết liệt trong công việc. Bởi để chỉ huy nhóm làm phim hoạt hình ít nhất 4 đến 5 người, nếu không thuyết phục được họ theo ý mình thì sẽ không thể ra được tác phẩm như ý.
Tiếp xúc nhiều với nghệ sĩ nhân dân Phương Hoa sẽ nhận ra một điều: mọi thứ với chị đều đơn giản, nhẹ nhàng. Cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ với lý do nó cần phải thế để tốt cho những người liên quan. Chính chị là cầu nối để cho cậu con trai bình thường hóa quan hệ với bố đẻ. Sau này, khi mà chứng kiến chị đồng hành cùng với nghệ sĩ nhân dân Minh Trí trong công việc và trong các chuyến đi gồm cả đi phượt, đi họp, đi dự liên hoan phim, trao giải cánh diều, tham gia trại sáng tác, tôi đang nghĩ họ là một nửa đúng và chuẩn của nhau. Anh Trí là Mr. Right, người đàn ông đích thực của chị đấy. Nghe tôi nói vậy, chị cười lớn, thế mà lần đầu tiên làm việc chung, cãi nhau to tới mức không muốn nhìn mặt, chị kể. Khi vừa tốt nghiệp và bắt đầu làm việc ở hãng thì anh Trí đã mời mình làm họa sĩ chính cho bộ phim đầu tiên của anh, Chuyện Cổ Thành Ốc. Lúc đó thì con mình mới được 6-8, bị phân tán nhiều chuyện nên nhiều lúc không đáp ứng được kỳ vọng của đạo diễn. Đáng lẽ hẹn hôm nay phải cho xem phác thảo nhưng mình lại chưa hoàn thành, anh Trí sốt ruột nên khi họp có phàn nàn. Mình tranh luận dẫn đến hai bên cãi nhau tới mức anh tuyên bố với tổ chức không nhận cô này vào phim của tôi nữa. Dĩ nhiên sau khi được giảng hòa, hai người vẫn tiếp tục làm việc chung. Nói về kỷ niệm đẹp với người bây giờ là chồng và là bạn nghề của mình, Phương Hoa chân thành: cũng may là do người ta khó khăn và khắt khe như vậy thì mình mới nỗ lực phấn đấu để làm việc tốt hơn. Và với bộ phim chị đã nhận được giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp, giải họa sĩ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1987 tổ chức tại Đà Nẵng. Đây đã được xem như là tấm giấy thông hành để chị tiếp cận được nhiều cơ hội hợp tác làm việc. Sau 13 năm trong vai trò họa sĩ từ năm 1985 tới năm 1997 với 4 giải thưởng họa sĩ xuất sắc nhất, Phương Hoa mới nhận được bộ phim đầu tiên làm đạo diễn, như chị nói là để được thoải mái vùng vẫy sáng tạo. Trên cương vị mới, được sự phấn khích, động viên của các nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ nhân dân Trương Qua, nghệ sĩ nhân dân Ngô Mạnh Lân, họa sĩ Mai Long, Phương Hoa đã thỏa sức sáng tạo nghệ thuật với quan điểm không theo lối mòn và làm lại những thứ đã cũ. Cách làm của Phương Hoa có thể nói là đến bây giờ thì những người trẻ cũng không làm, nhưng chị vẫn mạnh dạn theo đuổi. Vì thế dù đã gần 20 năm, những bộ phim xe đạp và ô tô với cách dàn dựng độc đáo vẫn được các thế hệ làm phim trẻ tham khảo. Cho đến khi làm bộ phim Chuyện Những Đôi Giày thì chị vẫn muốn làm những cái có thể thoát ra khỏi cái thông thường một chút. Vì trước tiên bản thân mình cho thế hệ là hay, sau đó nếu may mắn sẽ được mọi người ủng hộ đón nhận. Bề ngoài, nghệ sĩ nhân dân Phương Hoa không có vẻ gì bụi bặm phong trần của dân hội họa hay giới làm phim. Nhưng thực ra chỉ là con người khá cá tính và thoáng. Trong suy nghĩ và quan điểm về danh vọng và tiền bạc, giải thưởng thời trẻ là sự khích lệ. Còn đến tuổi này thực sự mình không cần nữa, mà chị nghĩ làm được gì thì làm và làm cho vui. Kể cả việc góp ý cho các bạn trẻ khi mà họ tìm đến nhà nhờ góp ý cho phim mới. Chị cũng thẳng thắn cho biết, chưa bao giờ sống được bằng nghề hoạt hình, say sưa là thế, nhưng thực ra là phải làm những việc vớ vẩn để sống, chẳng hạn như vẽ mẫu thêu. Cũng có lúc bỏ chán hoạt hình sang nhà xuất bản giáo dục một năm nhưng cuối cùng lại không thích, lại bỏ quay về chỗ lương không cao. Và vẫn khoái, mỗi lần vào phim mới thì lại cảm giác mới mẻ thích thú, lại bao nhiêu thứ suy nghĩ tìm tòi. Hiện tại, dù đã là bà nội của bé gái rất đáng yêu, nghệ sĩ nhân dân Phương Hoa vẫn đang thực hiện một dự án phim hoạt hình Made in Việt Nam cùng với những bạn trẻ để phát triển trên mạng Internet. Mình không dư tiền để làm từ thiện thì sẽ lấy sức lao động của mình để làm ra các bộ phim xinh xắn cho các cháu xem. Hy vọng từ giờ đến Tết sẽ có vài tập xinh xinh ra đời. Và tôi tin với niềm đam mê yêu nghề và nhiệt huyết đến thế, chị sẽ tiếp tục thành công. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.